cách tẩy kẹo cao su trên sàn nhà bằng nước tẩy quần áo kẹo cao su một khi đã dính trên sàn nhà thì rất khó tẩy sạch hôm nay mình xin chia sẻ cách tẩy kẹo cao su trên sàn nhà cực nhanh bằng nước tẩy quần áo nước tẩy quần áo nhờ có tính tẩy rửa mạnh ngoài công dụng chính là tẩy trắng quần áo thì nước tẩy quần áo còn rất nhiều công dụng khác trong đó có khả năng tẩy sạch xin gum dính trên sàn nhà cùng tham khảo cách làm dưới đây nhé Cách tẩy kẹo cao su trên sàn nhà bằng nước tẩy quần áo. Bước 1. Chế ít nước tẩy quần áp lên vết kẹo cao su dính trên sàn nhà, nên dùng nước tẩy nguyên chất thì khả năng tẩy tốt hơn. Bước 2. Chờ khoảng 5 phút để nước tẩy quần áo làm mềm kẹo cao su trên sàn. Bước 3. Dùng dao nhọn để cạo lớp xin gum là được. Lúc này kẹo cao su đã được làm cứng lại nên rất dễ tróc khỏi sàn nhà nước tẩy quần áo có mùi khó chịu nên sau khi tẩy kẹo cao su xong thì dùng nước lau sàn lau lại vừa giúp làm sạch sàn vừa giúp khử mùi khó chịu của nước tẩy quần áo thật đơn giản đúng không nào hãy áp dụng ngay cách này để tẩy kẹo cao su trên sàn nhà rất hiệu quả đấy hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ